Will Group chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu để mang bản sắc văn hóa của quý doanh nghiệp đến đối tác và người tiêu dùng. Thiết kế và sản xuất POSM để giúp doanh nghiệp tiếp cận đến người tiêu dùng tại điểm bán. Thiết kế website, digital marketing để mang sản phẩm dịch vụ của quý công ty đến người tiêu dùng nhanh hơn. Chúng tôi tin rằng những giá trị được cung cấp từ Will Group sẽ góp phần không nhỏ tạo nên thành công cho doanh nghiệp. Truy cập ngay website willgroup.vn hoặc liên hệ hotline 090-123-0399 để được tư vấn giải pháp tốt nhất. Từng được đầu tư 1,2 triệu USD vẫn lên Shark Tank gọi vốn. Công ty trồng kim cương thật từ tro cốt người đã khuất bị giám khảo cà khịa nhưng vẫn chốt được điều hời. Cá mập Damon John nói, hàng chục nghìn người đăng ký với hy vọng được xuất hiện trên Shark Tank. Những người đã được đầu tư nhưng vẫn có mặt tại đây đã lấy đi cơ hội của người thực sự cần giúp đỡ. Và tôi coi đây là một vấn đề quan trọng. Tỷ phú tự thân Mark Cuban là cá mập của chương trình Shark Tank. Ông được biết đến với việc thường đầu tư vào các công ty công nghệ. Tuy nhiên, mới đây, ông đã gây bất ngờ khi rót tiền vào một startup thuộc lĩnh vực khá độc đáo. Cụ thể, Cuban đã đầu tư 600.000 USD vào Eterniva, startup biến tro cốt của con người hoặc động vật, hoặc lông và tóc thành kim cương. Gareth Ozer, nhà đồng sáng lập, cho biết trong chương trình, "Chúng tôi trồng kim cương thật từ carbon có trong tro cốt. Công việc của chúng tôi là tôn vinh những người và con vật đã không còn trên thế gian này. Kim cương của Eterniva mang đến cho người còn sống những điều tích cực." Theo hai nhà sáng lập Archer và Osa, khách hàng của họ nhận được một bộ dụng cụ bao gồm hộp nhỏ, có thể đựng được khoảng nửa cốc tro cốt hoặc tóc. Sau đó, khách hàng gửi lại mẫu vật cho Eterniva. Họ có thể lựa chọn mẫu kim cương theo ý thích của mình. Tiếp đến, công ty tiến hành trích xuất carbon từ mẫu vật, sử dụng áp suất và nhiệt độ cao để trồng kim cương. Archer cho biết giá của những viên kim cương đặc biệt này dao động từ 3.000 USD đến 20.000 USD. Giá trị đơn hàng trung bình của Eterniva là 8.000 USD và khách hàng phải thanh toán trước đầy đủ. Sau khi nghe giới thiệu, Cuban đã nhận xét đây là một ý tưởng kinh doanh thông minh. Các giám khảo khác cũng rất ấn tượng với mô hình của Eterniva. Được biết, mất khoảng 10 tháng để tạo ra một viên kim cương và chi phí mà công ty phải bỏ ra là từ 3.000 USD đến 5.000 USD. Doanh số năm đầu tiên của họ khoảng 913.000 USD và họ dự định sẽ kiếm được 2,7 triệu USD trong năm nay. Theo Archer, chỉ trong một năm rưỡi, Eterniva đã áp đảo gần như toàn bộ đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Archer và Osa đã đề nghị các giám khảo đầu tư 600.000 USD để đổi lấy 5% cổ phần. Tuy nhiên, khi hai người tiết lộ công ty hiện đang được đầu tư, trước đó họ đã huy động thành công 1,2 triệu USD, nâng mức định giá công ty lên 10 triệu USD. Các cá mập cho rằng Eterniva không thực sự cần một khoản đầu tư từ Shark Tank nữa. Giám khảo Damon John còn cảm thấy không thoải mái khi Archer và Osa quyết định xuất hiện trên Shark Tank bởi điều đó đã vô tình lấy đi cơ hội của những startup chưa được đầu tư khác. Ông nói, hàng chục nghìn người trên khắp nước Mỹ đăng ký với hy vọng được xuất hiện trên Shark Tank. Những người đã được đầu tư nhưng vẫn có mặt tại đây đã lấy đi cơ hội của người thật sự cần giúp đỡ và tôi coi đây là một vấn đề quan trọng. Mặc dù vậy, Mark Cuban cho rằng Eterniva vẫn đáng để đầu tư và tiết lộ lý do. Tôi rất thích ý tưởng của các bạn. Cái chết, sự chào đời, con người hay thú cưng, tất cả đều có ý nghĩa với chúng ta. Tôi sẽ sẵn lòng bỏ tiền ra để sở hữu viên kim cương làm từ tóc của đứa con mới chào đời của mình và tặng cho vợ tôi, kể cả việc đó có mất 10 tháng đi chăng nữa. Tôi yêu việc các bạn đang làm. Ban đầu Cuban đề nghị 600.000 USD cho 15% cổ phần, nhưng sau một vài lần thỏa thuận cùng lời đề nghị từ cá mập Robert Herjavec và Kevin O'Leary, hai nhà đồng sáng lập Eterniva đã chốt deal với Cuban ở mức 600.000 USD cho 9% cổ phần. Từ trí thức trẻ, Cafebiz, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.